Vâng, em xin chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay là ngày 30 Tết và ngày mai là mùng 1 Tết rồi. Hôm nay em sẽ xả hàng giá sốc nhé. Hôm nay em bán sẽ xả hàng lỗ cực lặng luôn. Quý vị chỉ có trong vòng 1 ngày thôi nhé. Vâng, duy nhất trong vòng tối hôm nay và ngày mai để quý vị đặt hàng. Còn đâu là sang đến ngày kia thì không còn giá này nữa. Vâng, em sẽ gọi là gần như mừng tuổi quý vị trong duy nhất là hôm nay và ngày mai nhé. Về số lượng hàng còn ngày kia thì quý vị hãy quên giá này đi nhé. Hôm nay là hôm 30 Tết. Vâng, ngày mai mùng 1 Tết. Vâng, đến ngày mùng 2 là quý vị có thể quên giá này đi được rồi nhé. Vâng, em hôm nay xả lỗ thật nặng luôn. Vâng, đây, bộ này là bộ Yamaha. Vâng, gồm có hai loa và một súp nhá, một cái đầu phát. Đây, một cái đầu này là đầu để cắm gọi là âm ly nhá. Vâng, bộ này là bình thường của nó là 4.8 triệu, 4.9 triệu nhá. Vâng, nhưng mà hôm nay nhá, hôm nay em bán xả luôn, hôm nay em mừng tuổi cực kỳ sốc nhá, giá của nó là 4.250.000. vâng, 4.250.000. vâng, tiếp theo nhá, một bộ này nhá, đây là bộ Onkyo N9NX nhá. Bộ này bộ duy nhất ở Việt Nam luôn, gần như không có bộ thứ hai nhá, em khẳng định luôn, khẳng định luôn là không có bộ thứ hai. Bộ này của nó bình thường của nó và bây giờ mọi người bán phải tầm 8-9 triệu. Vâng, vâng, 8-9 triệu. Nhưng riêng ngày mùng 1 nhá, ngày 30 và mùng 1 em bán xả sốc luôn nhá, 6.5 triệu bằng bộ bèo luôn, 6.5 triệu bằng bộ giá bèo nhá. Quý vị nào không lấy nhanh tay bộ này thì chắc chắn là sẽ bị biến mất ngay nhá. Vâng, đấy, đây là bộ Onkyo L9NX nhá. Bát của nó là bát 13 cm, độ cao của loa là dựa cơ cỡ khoảng tầm 27-28 nhá. Vâng, 28. Vâng, đấy, có cổng USB đọc tiếng cực tốt nhá. Tiếp đến nhá, bộ Denon M40, đây là một bộ siêu phẩm luôn của dòng mini nhá. Đấy, loa cực lặng, cao khoảng tầm 23-24 cm nhá. Đấy, bộ dàn, cả bộ dàn là 20-40, khoảng 50 cm. Vâng, riêng bộ này nhá, con này chỉ sau dòng siêu phẩm M41 thôi nhá. M41 bây giờ thì là dòng mới cứng 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 của bây giờ. Vâng, hàng bãi của M41 rất ít. Vâng, con này riêng con M41 bây giờ thị trường đang bán cỡ khoảng tầm 15-16 triệu nhá. Vâng, con này với con M41 chất âm như nhau luôn, gần như em nghe thấy không có gì khác nhau cả. Vâng, hai con này xấp xỉ cùng chung đẳng cấp luôn. Nó chỉ thiếu mỗi cái con này là của nó là không chạy Bluetooth nhá. Nhưng cái điều đấy không sao, bởi vì cái Bluetooth thì quý vị chỉ cần mua 200.000 thôi là ok, giống như thằng kia luôn nhá. Đấy, vâng, riêng con này nhá, em bán giá siêu sốc nhá. Riêng con này em bán giá siêu sốc. Vâng, đấy, Denon M40 là bình thường như con này đang bán với giá, như mọi người đang bán giá khoảng tầm 9 triệu đến 9.5 triệu nhá. Bộ này, vâng, riêng bộ này em bán với giá siêu sốc luôn, 6.900.000 nhá. Giá chỉ có ngày 30-31, không có ngày 31, không có ngày mùng 1 và không có ngày mùng 2 nhá, chỉ có ngày 31 và mùng 1 nhá. Vâng, đấy, ok. Tiếp đến nhá, em xin giới thiệu nhá, đây là bộ X9A. Vâng, đây bộ X9A nhá. Con X9A này nhá, kèm theo con loa 06AA cực kỳ VIP của Onkyo nhá. Dòng này giải mã cực hay. Vâng, tất cả dòng này em vừa leo lên là giải mã cực hay nhá. Dòng này là hiện tại của nó là 3.5 triệu, nhưng riêng ngày mai nhá, riêng em bán ngày 31 và mùng 1 nhá. Vâng, là em bán với giá cực kỳ sốc và rẻ. Con này em bán với giá là 2.690.000 nhá. Không có, và sang ngày mùng 2 là không có đâu ạ nhá. Vâng, quý vị nhớ giá cho em, vì em đọc giá này em không thể nhớ được đâu nhá. Em đọc giá này em không thể nhớ, cứ đúng giá trên video mà em bán và đúng mã sản phẩm trên video em bán. Vâng, vâng, giá hôm nay là giá sốc luôn. Vâng, đấy.
Tiếp đến đây là dòng DeLong M37 nhá, phiên bản cực kỳ vip nhá, DeLong M37 phiên bản cực kỳ vip. Vâng. Con này tiếng cực kỳ hay. Vâng, quý vị riêng dòng này quý vị nào không lấy thì quá phí. Vâng. Đen ba lô bóng nhá. DeLong M37 giá bình thường, đây giá trên thị trường đang bán cỡ khoảng tầm 7 triệu rưỡi cho đến 7 triệu 9 nhá. Vâng. Con này hàng về phải nói là rất là đẹp. Con này em bán với giá vâng ngày 31 và ngày mùng 1 nhá. 31 và ngày mùng 1. Đây em mở e căng ra. Vâng, con này em bán với giá ngày 31 và mùng 1 là 5 triệu 500 nghìn nhá. Vâng, sang đến ngày mùng 2 thì quý vị quên giá này đi nhá. Bởi vì những giá này là giá nhà em bán nỗ nhá. Vâng. Không có trong ngày mùng 2 đâu, cho nên là quý vị nào mà xem cái này xong rồi ngày mùng 10, ngày 15 bảo em là em bán giá này không có đâu nhá. Vâng. Tiếp đến là con Onkyo N9X. Vâng. Em bán với giá rất sốc, con này thì hiện tại là đang là khoảng tầm 4 triệu 9 nhá. Vâng. 4 triệu 900 nghìn. Vâng. Trong ngày 31 và mùng 1. Vâng. Giá của em này, con này về hàng rất đẹp nhá. Con này giải mã rất là hay. Ngày 31 và ngày mùng 1 con này được bán với giá cực kỳ sốc nhá. Vâng, quý vị lưu ý 3 triệu 900 nghìn, 3 triệu 900 nghìn. Tất cả cái này là em mừng tuổi đầu năm mới nhá. Vâng. Tất cả những cái này dành cho khách hàng thân quen. Dạ vâng. Dành cho khách hàng thân quen. Tiếp đến là cái DeLong F88. Những cái bộ này nha, trên thị trường hiện nay người ta đang bán 10 triệu 11 triệu. Vâng. Em bán với giá mừng tuổi của ngày 31 và mùng 1 nhá. Con này em bán với giá cực kỳ rẻ luôn. Quý vị không thể tìm đâu được nhá. Vâng, hàng rất đẹp đây, quý vị nhìn đây, đây không lại bảo đây, hàng đây. Quá tuyệt vời luôn này. Đấy. Con này em bán với giá của nó nhá là 6 triệu 690 nghìn. 6 triệu 690 nghìn. Vâng, 6 triệu 690 nghìn, không thể rẻ hơn được. Vâng. Đây là bộ DeLong MX33MD nhá. Dòng MX33MD này quá hay luôn. Quý vị nhìn loa thì biết chất rồi. Đấy, e căng đây nhá. Dòng này của nó cực kỳ hay. Vâng, con này hình như có cả sao cạc nhá. Vâng. Đấy, dùng để đây là PC audio in này, dùng để cắm đường tín hiệu từ máy tính qua cổng USB để vào. Vâng, cho chất âm rất hay. Con này nhá, em bán mừng tuổi cho quý vị nhá, ngày 31 và ngày mùng 1 chỉ duy nhất 2 ngày thôi nhá. Hôm nay, tối hôm nay và ngày mai. Vâng, sang đến ngày mùng 2 quý vị quên giá này luôn đi nhá. Con này em bán với giá của nó là bình thường giá này của nó thị trường hiện nay đang bán những bộ đẹp như thế này nhá. Vâng, đây là các hàng đấu mạng. Giá của nó sẽ là rơi vào tầm khoảng 5 triệu nhưng em bán với giá cực kỳ sốc nhá. Vâng. Giá của nó là 3 triệu 690 nghìn nhá. Vâng, 3 triệu 690 nghìn. Vâng. Tiếp đến, đây, con Victor màng gỗ nhá, Victor màng gỗ. Vâng. Đấy. Đây, quý vị xem đây. Vâng, con này là con EXR5 nhá. Đấy, màng gỗ đây. EXR5, đây màng gỗ đây nhá quý vị nhá. Con này màng gỗ nhá. Dòng đỉnh cao của Victor. Con này thị trường hiện nay đang bán khoảng tầm những con đẹp thế này nhá. Thị trường đang bán khoảng tầm 14 15 triệu. Vâng. Nhưng hôm nay nhá, vâng, nhưng hôm nay em bán xả cho quý vị nhá. Hôm nay em bán xả cho quý vị luôn. Giá của nó nhá. Giá của nó quý vị không thể tìm đâu rẻ hơn được nhá. Em bán với giá là 9 triệu 690 nghìn. Vâng, không cần biết lỗ lãi ra sao, ngày mai quý vị quên giá này đi, sau ngày mùng 2 quý vị quên giá này đi nhá. Vâng. Vì giá này là những giá mà em đọc cho mỗi một con là sẽ có một cái con số vâng đẹp so với nó rồi nhá. Chứ không phải là bán theo tính giá này giá kia. Vâng. Tiếp đến con X7A, Onkyo X7A nhá. Đấy. Dòng Onkyo X7A giá của nó bình thường là hơn 2 triệu 2 triệu 2. Vâng. Nhưng riêng ngày 31 và mùng 1 em bán với giá cực kỳ sốc cho quý vị nhá. Vâng.
ngày 31 và ngày mùng 1 giá của em nó nhá, không thể rẻ hơn được. Vâng. Mua cả dàn. Vâng, gần như tặng loa luôn. Mua cả dàn tặng loa luôn nhá. Vâng, bình thường cục của nó cũng giá rất cao rồi. Vâng, giải mã đã lên tới 1,3 triệu. Vâng. Thì riêng cái này em bán cho quý vị là 1.590.000, 1.590.000 nhá. Bộ này nhá. Vâng, bộ X7A. Vâng. 1.590.000. Vâng, sang qua ngày mùng 2 quý vị quên luôn giá này cho em nhá. Vâng, đấy. Tiếp đến nhá, bộ Kenwood K531. Vâng, giải mã cực hay, có Bluetooth. Giá bình thường của nó rơi vào tầm 6.900.000. Vâng. Vâng, giá bình thường 6.900.000, nhưng riêng ngày 31 và mùng 1 thôi nhá là em bán với giá cực kỳ sốc nhá. 31 và mùng 1 em bán với giá cực kỳ sốc Kenwood K531. Vâng, đây, bộ này cực kỳ sốc luôn, bộ này nghe rất hay. Vâng, có thể cắm cổng quang từ TV xuống và có Bluetooth luôn, cho chất âm rất tốt. Giá của em nó luôn và ngay là 5.390.000. Vâng, giá không thể nào sốc hơn được. Qua ngày mùng 2 quý vị quên giá này cho em luôn đi nhá. Vâng, con số toàn con số đẹp. Tiếp đến là Kenwood K521, phiên bản như K531 luôn, nhưng giá rất sốc nha, không có tính năng Bluetooth thôi. Vâng, còn đâu gần gần như nhau cả. Giá của con Kenwood K521, vâng, em bán với giá cực sốc cho ngày 31 và mùng 1. Ngày mùng 2 quý vị quên giá này luôn nha. Giá của em nó là 3.290.000. 3.290.000, vâng. Ok ạ. Tiếp đến là con Onkyo CRD2, một trong những phiên bản cực kỳ gọi là đáng nhớ luôn. Con này chất âm cực hay, giá của nó hiện nay mọi người đang bán khoảng tầm 6.500.000. Vâng, con này em đang bán giá cực kỳ sốc luôn nhá. Vâng, giá cực kỳ sốc. Vâng, quý vị nào lấy nhá thì em để cho giá của bộ này. Con này của nó chất âm cực hay, phải nói cực kỳ đỉnh luôn. Hàng vừa để vừa trưng bày đẹp mà lại chất âm hay. Con này giá của ngày 31 và ngày mồng 1 thôi nhá. Mồng 2 quý vị quên giá này luôn nhá. Vâng, giá của nó là 4.900.000. Vâng, 4.900.000. Qua ngày mồng 2 quý vị quên luôn cho em nhá. Vâng. Tiếp đến bộ Pioler N701, nhưng được cái CD của nó CD L901 luôn. Em tặng kèm thêm một táp L901 vào đây cho quý vị nhá. Giá của con này nhá, giá của ngày cho 31 và mùng 1 nhá là 3.690.000. Qua ngày mùng 2 giá của nó lên tới 4.500.000 nhá. Vâng, ok ạ. Vâng. Đấy. Tiếp đến nhá, đây là bộ bốt. Đây R12. Vâng. Bộ này có giá của nó là đây 2 loa, 4 loa tai con, đây và 2 cục và 1 súp. Bộ này giá của nó bình thường giá của nó là rơi là 7.900.000 nhá. 7.900.000. Nhưng cho ngày 31 và mùng 1 thì giá của nó là 6.900.000. Vâng. Đấy, quý vị nhớ mã nhá. Quý vị nhớ mã giá nhá. Nhớ mã và nhớ giá, em không nhớ được nhá. Vâng. Còn Sony MD717 nhá. Con này ngày 31 và ngày mùng 1, mùng 31 và mùng 1 nhá, giá của em nó là 4.690.000. Sang đến mùng 2 quý vị quên giá này luôn cho em nhá. Vâng. Bộ này chất âm cực hay. Dạ vâng. Trên đây là một số dòng thôi nhá. Em còn nhiều dòng nữa thì quý vị nào lấy thì xin alo cho em. Số điện thoại của em là 0966 594581, địa chỉ 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Quý vị nào lấy thì vui lòng chuyển khoản cho em nhá. Vâng. Quý vị nào lấy vui lòng chuyển khoản cho em, còn quý vị nào chưa tin tưởng thì có thể để khi khác. Hoặc quý vị, nếu mà bên bưu điện người ta vẫn có thể thu tiền hàng cho quý vị thì quý vị vui lòng đặt cọc trước cho bên em. Khoảng những cái bộ dàn nhỏ thì 500, những cái bộ cao tiền một chút xíu thì đặt cọc 1 triệu đến 1.500.000 nhá. Vâng, số điện thoại của em là 0966 594581, địa chỉ 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vâng, quý vị nào thì xem kênh của em thì xin hãy ấn nút đăng ký kênh nhá, để theo dõi kênh của em và theo dõi sản phẩm của bên em. Và bên cạnh nút đăng ký kênh có cái nút chuông, khuyên quý vị ấn vào nút chuông để theo dõi các cái video clip mới. Mỗi khi mà em up lên thì nó sẽ báo về máy cho quý vị để quý vị có thể xem nhá.
Vâng, cuối cùng em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em. Dạ vâng, em xin cảm ơn ạ.